Thưa quý vị, mới đây người dân phường Đáp Cầu, thành phố Bắc Ninh, tỉnh Bắc Ninh đã phát hiện và báo cáo cho công an địa phương về một thiếu niên được nghi là vừa trốn khỏi Trung Quốc và chạy về Việt Nam sau 10 năm bị bắt cóc. Điều đáng nói là thiếu niên này hiện không nhớ được thông tin về người thân và chỉ nhớ được quê ở tỉnh Quảng Ninh. Theo đó, thì khoảng 20 giờ ngày 15 tháng 9 vừa qua, nhiều người dân tại phường Đáp Cầu đã nhìn thấy một thiếu niên khoảng 16 đến 17 tuổi đi bộ vật vờ xin ăn. Sau khi hỏi chuyện thì được biết em vừa trốn khỏi Trung Quốc và chạy về Việt Nam. Sau đó người địa phương đã báo công an phường Đáp Cầu thành phố Bắc Ninh. Theo điều tra ban đầu, được biết thiếu niên này bị bắt sang Trung Quốc từ năm 6 tuổi và em chỉ nhớ là quê ở Quảng Ninh, nhà gần một chùa lớn, có bố tên Hùng và mẹ tên Tuyền. Hiện công an thành phố Bắc Ninh đã thông báo đến tỉnh Quảng Ninh để điều tra và tìm hiểu một vài trường hợp có con bị bắt cóc có những đặc điểm thông tin giống với trường hợp này. Theo một số nguồn tin thì cậu bé nghi trở về sau 10 năm bị bắt cóc tên là Việt Nam tên là Mạnh và ở Trung Quốc thì có tên là Mã. Một vị cán bộ công an tỉnh Bắc Ninh cho biết là cậu bé nói tiếng Việt và tiếng Trung đều bập bõm. Và cũng theo nguồn tin này thì ở Trung Quốc cậu bé phải làm việc nơi hầm tối, ngày hay đêm đều phải bật đèn và cháu bé nói rằng là đã tự mình tìm đường trốn thoát và đi về nhà. Vâng, tuy nhiên thì một số những thông tin khác trên mạng thì lại cho rằng là cậu bé này tên là Chiến và sinh năm 1999 và từng sang Trung Quốc lao động trái phép và sử dụng ma túy nên đã bị công an nước này tạm giam. Và sau khi được thả thì lang thang và tìm đường trở về nước. Thậm chí có người còn khẳng định là cách đây ít ngày chính thiếu niên này đã ăn trộm điện thoại của mình và bị camera ghi lại. Muốn biết những cái thông tin này đúng hay sai thì chỉ có thể đợi kết quả xác minh từ phía công an Bắc Ninh trong những ngày tới.